Đêm đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia Hàn Quốc bị chê giống hội chợ. Đêm đăng quang của Hoa hậu và Nam Vương siêu quốc gia Hàn Quốc được tổ chức sơ sài, tạm bợ, gây ra tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Tối ngày 12 tháng 5, Ban tổ chức Hoa hậu siêu quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức buổi lễ đăng quang cho Hoa hậu và Nam Vương siêu quốc gia Hàn Quốc 2023. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao vương miện cho Miss Aurex International Korean 2023. Buổi lễ đăng quang chỉ có sự xuất hiện của một số ít người đẹp được nhận danh hiệu cùng một nam MC. Sự kiện tổ chức trong một căn phòng chật hẹp, ánh sáng mờ ảo, không có âm nhạc và thưa thớt khán giả. Lễ đăng quang của Hoa hậu và Nam Vương siêu quốc gia Hàn Quốc 2023 đã gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người ví von sự kiện đăng quang này không khác gì một buổi hội chợ. Cũng có một số nhận xét cho rằng Hàn Quốc vốn không phải là quốc gia mặn mà với các cuộc thi sắc đẹp nên quy mô các sự kiện không được đầu tư chuyên nghiệp và hoành tráng. Hoa hậu siêu quốc gia Hàn Quốc tên Joo Hyun Jun, năm nay 22 tuổi, là ca sĩ chuyên nghiệp. Cô vừa hoàn thành chương trình học bổng toàn phần tại trường nhạc Berkeley, Hoa Kỳ. Trong thời gian rảnh rỗi, người đẹp chia sẻ có sở thích du lịch và chơi golf. Joo Hyun Jun được khen ngợi ngoại hình, khả năng tiếng Anh tốt. Cô sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự Hoa hậu siêu quốc gia 2023 tại Ba Lan vào tháng 7 tới. Hàn Quốc từng một lần đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia vào năm 2017 với chiến thắng của người đẹp Jennie Kim. Đánh dấu lần đầu Hàn Quốc có thí sinh giành ngôi Hoa hậu ở một kỳ thi nhan sắc quốc tế. Mặc dù vậy, sau khi đăng quang, Jennie Kim đối diện với nhiều lời chê bai về nhan sắc. Khi đó, nhiều lời chỉ trích nhắm vào người đẹp Hàn Quốc. Họ cho rằng cô có nhan sắc bình thường, già trước tuổi. Nhiều ý kiến cũng nhận xét sắc vóc của Jennie Kim lép vế hoàn toàn so với những người đẹp còn lại trong top 5. Việt Nam cũng vừa tìm ra đại diện tham dự Hoa hậu siêu quốc gia 2023, đó là người đẹp Đặng Thanh Ngân. Cô sinh năm 1999 tại Sóc Trăng, cao 1,75m, số đo 3 vòng 85, 60, 95cm. Trước khi giành ngôi Á hậu hay Hoa hậu Đại Dương 2017, Thanh Ngân là hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ 2017. Duy Nam, Tiền Phong.